Rồi hôm nay mình sẽ làm nồi chiếc xe quay A110 của anh này nha. À, chạy ráp thì nói nồi yếu, thì sau khi mình chạy thì nồi yếu thiệt anh em, thì mình sẽ trở về nguyên bản là bố nồi sau FCC với lại làm chung bố lại cho ảnh, để mình hỏi ý ảnh coi nếu mà được thì mình sẽ đi bố ba càng dài cho ảnh luôn, về chung code không cho ảnh nha. Thì xe này zin của nó là xài bố đen là có những cái mạt đỏ đó anh em, bữa giờ mình quay là anh em thấy rồi. Nồi thì yếu nha anh em, xe nãy cũng tắt máy hoài à, chỉnh gan nhỏ quá. Rồi xe này là nó chuyên gia nó bị sinh cam mà anh em ơi. Rồi chạy về làm xe này có gì mình quay lại cho anh em coi nha. Xe chạy ráp nè. Rồi đội nón ảnh đi thử xe luôn á anh em ơi. Rồi nha. Rồi sau khi mình tháo ra thì cho anh em coi nha, thì xe này là anh này hồi đó anh có làm đầu nồng với mình, cái nồi anh làm ở đâu á thì mới coi sao mình làm lại cho ảnh nha. Xe này có dán bố rồi, coi thay bố gì ha, rồi đi lá sắt hay sao cũng không sao, tháo ra đi nghiên cứu sao. Sau khi mà tháo ra là được sự đồng ý của chủ xe thì xe này đã tán chuồng heo lại rồi anh em, tán chuồng heo lại nè, ok nè, đi về nè. Rồi bố này là dấu hiệu là tuột đít nồi rồi, là cho chút mình sẽ thay bố, mình sẽ chỉnh lại, canh lá cũng dày lắm mà bị tuột đít nồi là không biết có vớt cái không biết có vớt cái nhôm này hay không này. Rồi nhôm thì không có vớt mà bị tuột dữ lắm nha anh em. Đâu ra đó à, lá sắt thì trời có đôm một lá nè. Rồi vậy đi, mình sẽ đi lại luôn sao hết á. Rồi vậy thôi ha. Rồi cái này không có vớt thì đỡ. Rồi nói chung là hả, hồi đó mình cũng dán thì cũng khách cũng bắn vốn đồ dữ lắm anh em ơi, nói chung dán là chạy không có ngon lắm nha. Rồi mình sẽ trở về zin cho ảnh đi, tính sau. Rồi vậy thôi. Rồi xe của anh trai này mình sẽ thay bố bà càng FCC, giờ lại cái chuông cốt không. Nói chung là bữa giờ là cái này là cũng rất là ok. Đây là chuông cốt không nha anh em nè. Đó. Rồi, vô bộ combo này là chống rung nha anh em. Rồi đây là cái cùi nè, chuông của ảnh mình đã tán ra rồi, sắp cái chuông này vô là ok anh em. Rồi nha anh em, này là bố ba càng dài luôn á, bố vàng bố dài luôn nè. Rồi nha, gài phe vô nó là xong rồi nha anh em. Rồi, chuông tháp xong nhanh gọn, thấy không anh em, làm này là nếu mà làm thẳng thừng thì mà 1 tiếng đồng hồ cho anh em về nha. Còn cạo ron là 2 tiếng, đây cạo ron có 1 tiếng à. Rồi thay cho ảnh bố lá FCC đồi sau nè. Rồi nha, thì mình đã vô bố nồi FCC nè, với lại tán chuông nè, tán chuông lại nè, với ba càng mới nè anh em. Bây giờ là tài hoàng đạo sẽ vô lại nha, giờ là mình thay cho ảnh là 4 cái lò xo khác, cho ảnh vô số, vô cảm giác nha, xe này là lò xo nó phải hơi nặng mới được nha anh em. Rồi ok. Xe của anh trai này sau khi xong thì nồi bắt nha anh em, thay bố ba càng về chuông code 0 với lại bố FCC vô 4 cái lò xo, vô số rất là nhẹ nhàng anh em. Rồi vậy thôi, với lại thay bình nhớt thì anh còn chạy ráp nữa, anh đang mở app cho tôi video này, về còn giao xe cho anh nữa.